Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Tin Bóng Đá. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất vui và vinh dự khi là nơi truyền tải những thông tin mới nhất về liên quan đến thể thao và bóng đá trong nước cũng như quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, thì rạng sáng nay đã diễn ra một số trận đấu sớm ở các vòng đấu thuộc các giải đấu hàng đầu châu Âu như tại La Liga, Ligue 1 và Bundesliga. Và trong ngày hôm nay 24 tháng 8 sẽ diễn ra các trận đấu hấp dẫn ở các vòng đấu thuộc vòng đấu thứ hai giải Ngoại hạng Anh tại La Liga, tại Serie A và tại Ligue 1, cũng như là những trận đấu thuộc vòng đấu đầu tiên tại Bundesliga. Đây là 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Và trong video này xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi điểm lại kết quả thi đấu các trận đấu diễn ra đêm qua và rạng sáng nay, cũng như là lịch thi đấu chi tiết hôm nay ở các giải đấu hàng đầu tại châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin thì rạng sáng nay đã diễn ra một số trận đấu sớm ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Tại La Liga thì trong trận đấu sớm, Celta Vigo trên sân nhà giành chiến thắng 3-1 trước Valencia. Với chiến thắng này thì Celta Vigo tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng với hai chiến thắng tuyệt đối ở hai vòng đấu đầu tiên. Ở trong trận đấu giữa Sevilla và Villarreal, đây là trận đấu được đánh giá là cân tài cân sức, thì trên sân nhà Sevilla đã bất ngờ nhận thất bại 1-2 trước Villarreal. Đây có thể nói là kết quả được dự báo trước. Ở trong trận ra quân, Villarreal được thi đấu trên sân nhà nhưng phải gặp đối thủ rất mạnh là Atletico Madrid. Tuy nhiên, Villarreal đã thể hiện quyết tâm khi có trận hòa 2 đều trước Atletico Madrid, một trong đối thủ rất mạnh ở La Liga. Trong khi đó, Sevilla ở trận ra quân dù về làm khách cho đối thủ yếu là Las Palmas nhưng cũng để cho đối thủ cầm hòa với tỷ số 2 đều. Vì thế, ở vòng đấu thứ hai này, việc Sevilla nhận thất bại 1-2 trước Villarreal là điều đã được dự báo từ trước. Tại giải vô địch quốc gia Pháp Ligue 1 mùa giải 2024-2025 thì rạng sáng nay cũng diễn ra trận đấu sớm. Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain trên sân nhà đã có chiến thắng dễ dàng với tỷ số 6-0 trước Montpellier. Có thể nói là chiến thắng của Paris Saint-Germain cũng được dự báo từ trước. Chúng ta còn nhớ là trong trận ra quân thì dù làm khách trên sân Le Havre nhưng mà Paris Saint-Germain cũng giành chiến thắng đậm 4-1 trước đối thủ. Vì thế trở về sân nhà công viên các hoàng tử tiếp đón đội bóng yếu là Montpellier, việc Paris Saint-Germain chiến thắng 6-0 là điều không có gì là quá bất ngờ. Dạ, sáng nay cũng diễn ra các trận đấu sớm tại giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga. Cũng như những mùa giải trước thì Bundesliga luôn diễn ra sau các giải đấu như là La Liga, Ngoại hạng Anh hay Serie A. Cụ thể là trong trận đấu diễn ra sớm nhất trong vòng đấu đầu tiên của Bundesliga mùa giải năm nay thì nhà đương kim vô địch Leverkusen làm khách trên sân của Borussia Mönchengladbach. Và trong trận đấu này thì Bayer Leverkusen đã giành chiến thắng 3-2 trước Gladbach. Đây là chiến thắng không dễ đối với thầy trò huấn luyện viên Xavi Alonso, bởi phải làm khách trên sân của Mönchengladbach là điều không phải là dễ dàng. Tuy chiến thắng đầu tiên là không dễ dàng, tuy nhiên cũng giúp cho nhà đương kim vô địch tiếp tục trên hành trình bảo vệ ngôi vương ở mùa giải vô địch quốc gia Đức mùa giải năm nay. Trở lại với lịch thi đấu hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2024, hôm nay thứ bảy ngày 24 tháng 8 năm 2024 diễn ra một loạt các trận đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Tại giải Ngoại hạng Anh hôm nay diễn ra 7 trận đấu. Cụ thể vào lúc 18:30 Brighton trên sân nhà đón tiếp Manchester United. Vào lúc 21 giờ ngày hôm nay 24 tháng 8 thì sẽ diễn ra đồng loạt 5 trận đấu. Cụ thể là Tottenham trên sân nhà sẽ tiếp đón Everton, Crystal Palace sẽ tiếp đón West Ham trên sân nhà, Southampton sẽ tiếp đón Nottingham Forest, Fulham sẽ tiếp đón Leicester City và Manchester City sẽ tiếp đón tân binh Ipswich Town. Trận đấu muộn nhất diễn ra ngày hôm nay 24 tháng 8 là màn so tài giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra vào lúc 23:30 trên sân Villa Park. Ở giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga mùa giải 2024-2025 thì tối nay cũng diễn ra các trận đấu đáng chú ý. Vào lúc 20:30 đồng loạt diễn ra các trận đấu: RB Leipzig trên sân nhà gặp Bochum, Hoffenheim trên sân nhà tiếp đón tân binh Kiev, câu lạc bộ Mainz trên sân nhà sẽ tiếp đón Union Berlin. Cũng vào lúc 20:30, Freiburg trên sân nhà sẽ tiếp đón Stuttgart, Augsburg sẽ tiếp đón Werder Bremen. Và trận đấu muốn diễn ra muộn nhất hôm nay 24 tháng 8 là cuộc so tài giữa Dortmund và Freiburg. Trận đấu này diễn ra vào lúc 23:30. Tại La Liga thì đêm nay cũng diễn ra các trận đấu đáng chú ý. Cụ thể vào lúc 22 giờ hôm nay, Osasuna trên sân nhà sẽ tiếp đón Mallorca. Vào lúc 0 giờ ngày mai 25 tháng 8 thì Barcelona trên sân nhà sẽ tiếp đón Athletic Bilbao. Vào lúc 2:30 ngày mai 25 tháng 8 thì La Liga sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu. Espanyol trên sân nhà tiếp đón Real Sociedad và Getafe trên sân nhà tiếp đón Rayo Vallecano. Tại giải vô địch quốc gia Pháp thì đêm nay và rạng sáng mai cũng diễn ra các trận đấu. Cụ thể vào lúc 22 giờ hôm nay 24 tháng 8, Lyon trên sân nhà sẽ tiếp đón Monaco. Đây được xem là trận đấu đáng chú ý nhất tại vòng 2 Ligue 1 mùa giải 2024-2025, bởi Lyon và Monaco đều là đối thủ mạnh tại giải vô địch quốc gia Pháp. Trong khi đó vào rạng sáng mai vào lúc 0 giờ thì Lost Lin trên sân nhà sẽ đón Angers. Vào lúc 2 giờ sáng sẽ ra trận đấu giữa Saint-Étienne tiếp đón Le Havre.
Còn tại giải vô địch quốc gia Italia Serie A mùa giải 2024-2025 thì đêm nay cũng diễn ra các trận đấu đáng chú ý. Cụ thể vào lúc 23 giờ 30 hôm nay thì Parma trên sân nhà sẽ tiếp đón AC Milan. Cũng vào thời gian trên thì Udinese trên sân nhà tiếp đón Lazio. Vào lúc 1 giờ 45 ngày mai thì sẽ diễn ra hai trận đấu. Inter Milan trên sân nhà đón tiếp Lecce và Monza trên sân nhà đón tiếp Genoa.